Một Phật tử có hỏi rằng á, A Di Đà Phật, con bạch thầy, con đang có em bé được gần 9 tháng. Hàng ngày con có tụng kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng có dạy khi sinh nở trong 7 ngày đầu mà tụng kinh này. Vậy thầy cho con hỏi, khi con sinh cháu trong tháng đẻ con còn bẩn thỉu thì có tụng được kinh Địa Tạng không ạ? Vì trong gia đình con chưa hiểu Phật pháp cho lắm. A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ cho con được biết ạ. Cuối cùng con xin chúc thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, luôn là cây cao bóng cả cho chúng con noi theo. Có Phật tử hỏi rằng đang có thai được 9 tháng và dẫn ở trong kinh nói rằng kinh Địa Tạng dạy rằng khi sinh nở trong 7 ngày đầu mà tụng được kinh này thì được công đức vô lượng. Phật tử này có thắc mắc rằng vậy khi mà sinh con thì trong tháng mà sinh con đó thì còn bẩn thỉu thì có tụng kinh này được không? Thì cái này thì xin trả lời với Phật tử cũng như là các Phật tử khác có chung cái hoàn cảnh cũng như cũng có thể có chung cái câu hỏi nó tương tự như thế này. Thì ở đây á thì Phật thì không có bắt chúng ta là phải sạch sẽ qua một sa qua khi sinh khoảng 7 ngày hoặc là một tháng hay như thế nào đó mới đọc kinh. Điều quan trọng là sức khỏe. Thì thường thường nữa thì chúng tôi cũng nghe nói rằng là bà mẹ mang thai và đặc biệt là khi sinh con. Khi sinh con xong thì trong một vài tuần đầu là người còn rất yếu. Giống như các cụ ngày xưa nói là giống như là con rắn mới lột da ấy. Giống như con rùa mới thay mai mới ấy. Giống như con rắn mới lột da. Thì người thì con người bà mẹ mới sinh thì cũng như thế. Thì lúc đó thì để mà đọc hết cả một quyển kinh hay là cả một bộ kinh thì sợ rằng là sức khỏe của các Phật tử chúng ta là không được đảm bảo. Cho nên á, cái lúc đó thì việc tốt nhất là chúng ta chỉ niệm danh hiệu Ngài. Chúng ta niệm thầm ở trong tâm hoặc là niệm theo cách là niệm kim cang chì. Chúng ta chỉ ở trên kim cang chì là sao? Tức là chúng ta niệm rất là nhẹ nhàng, tùy theo hơi thở của chúng ta. Chúng ta niệm hơi khẽ máy môi, ví dụ như thế này. Đó. Khẽ máy môi như vậy, nhưng tâm chúng ta ghi nhớ rõ ràng cái danh hiệu của Ngài, đó là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy thì công đức khi ấy đối với công đức khi ta còn khỏe chúng ta chú tụng kinh bằng nhau không có khác. Đó. Cho nên ở đây thì các Phật tử cũng chúng ta cũng phải 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 xem xét nếu mà sinh con sau ấy, mà sinh xong ấy, một thời gian một tuần vài tuần hoặc tháng hai tháng mà chúng ta đủ sức khỏe thì chúng ta có thể lên tụng kinh được, nhưng mà lúc đó lại có cái ngại là này, các cháu nó còn bé, chúng ta đang tụng kinh dở mà giờ nó đói hoặc nó khát, nó đòi bú chẳng hạn, nó khóc oe oe ra, mà ở nhà dưới chẳng nhẽ chồng bế hoặc là mẹ chồng bế à. Mẹ chồng bế cháu hoặc là chồng bế con mà nó cứ khóc mà chúng ta ngồi tụng kinh được không? Không được. Hoặc rằng khi đó thì chúng ta lại dừng tụng kinh lại để cho con nó gì con nó ăn hoặc con nó bú lại có được không? Cũng không tốt. Cho nên cái việc tốt nhất khi mà chúng ta đang chăm con nhỏ đó là thay vào cái gì? Thời khóa tụng kinh bằng câu niệm gì Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, nhưng mà chúng ta đang phát nguyện hành trì kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thay vào việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, công đức bằng nhau không có khác. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.